bạn. Dâu trang là một trong những sản phẩm truyền thống lâu đời được nhiều người tin dùng. Từ những sản phẩm thuần túy được dùng phổ biến trong các gia đình ở miền Trung, thì hiện nay dâu trang đã được xây dựng thương hiệu và quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước. Tác dụng nổi bật của dâu trang là dùng để chống cảm lạnh, tránh gió và tránh ho, kháng khuẩn, chống và trị mũi, xua đuổi kiến. Tác dụng của dầu tràm đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đó là ta tắm cho bé để chống gió máy và giữ ấm cơ thể khi bước vào mùa lạnh. Ta sẽ bỏ từ 7 tới 10 lọc dầu tràm vào trong thau đã có nước tắm để tắm cho bé. Bị sổ mũi, cảm cúm, ho, gồm, ta sẽ xoa dầu vào lưng và trước ngực đi massage cho bé. Ta sẽ xoa dầu vào những chỗ bé ngủ như lưng, môi, yếu, gối. Khi cô dầu tràm lên da, gần như mũi, côn trùng không dám đến gần để gây hại cho bé. Để phát huy hết các tác dụng trên, bạn phải chọn loại dầu tràm nguyên chất 100%. Nếu vậy, bạn cần phải chọn địa chỉ bán dầu tràm đảm bảo chất lượng. Hiện tại, dầu tràm Con Yêu đang cung cấp ra thị trường loại dầu tràm thượng hạng nguyên chất 100%, có nguồn gốc xuất xứ và bạn có thể scan mã vạch rõ ràng để biết thêm nguồn gốc sản phẩm. Truy cập vào website dầu tràm conyêu.com để biết thêm chi tiết.